Bán khoán con lên chùa là một tín ngưỡng phổ biến của người dân ở các vùng nông thôn thành thị miền Bắc. Bằng kinh nghiệm truyền lại của những người đi trước, người ta mặc định rằng cứ đứa trẻ sinh vào ngày kỵ, giờ phạm hoặc cha mẹ cảm thấy khó nuôi thì nên bán cho Đức Ông để được Đức Ông che chở bảo vệ. Cháu nội bà Nguyễn Thị Tường mới sinh được 20 ngày. Thấy cháu gái hay quấy khóc và lời bú sữa mẹ, bà khuyên con trai và con dâu nên bán khoán cháu lên chùa. Hôm nay, nhân ngày rằm, bà cùng các con sắm sửa lễ đến chùa Vẽ ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội xin làm lễ bán khoán cho cháu với mong muốn cháu sẽ dễ nuôi hơn, ăn ngon, ngủ yên để gia đình cũng đỡ vất vả. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau thì là rất là đi xem tuổi thì là hợp nhau. Thế đến đẻ đứa con ra thì lại cũng lại được năm hợp nữa thì mọi người bảo tam hợp thì lại thành tam tai. Thì là nhà tôi bán khoán lên chùa để cho các ngài nâng đỡ cho để cháu nó khỏe mạnh hay ăn chóng lớn. Và cháu cũng quấy khóc rồi ăn ít và nó cũng nói chung là nó cũng nuôi là cũng hơi vất vả. Cho nên là chúng tôi cũng bán khoán cho cháu lên chùa và với một cái mong muốn là sẽ được Đức Phật, Đức Ông che chở và phù hộ độ trì làm sao mà cho cháu nó cũng hay ăn chóng lớn rồi ăn ngon ngủ yên. Sinh con ra thì lắm khi là cháu nó cũng khó nuôi thì làm ra được các anh các chị tư vấn là gửi tại chùa bên cửa Đức Ông thì thứ nhất là con cháu nó ngoan ngoãn và cái thứ hai là bố mẹ an tâm hơn vì cái phần tâm linh ấy. Thì bố mẹ yên tâm hơn đấy và đã gửi lên cửa Đức Ông ấy thì bố mẹ làm ăn nó cũng thoải mái và đảm bảo sức khỏe cho cháu. Bán khoán con lên chùa là một tín ngưỡng dân gian có từ rất lâu đời ở Việt Nam. Đây là một hình thức gửi gắm về mặt tâm linh. Từ xưa đến nay, có rất nhiều gia đình quan niệm rằng khi sinh con ra, đứa trẻ đau yếu bệnh tật hay khóc lóc không phải vì bệnh tử thân. Hoặc những đứa trẻ sinh vào giờ phạm nhằm những ngày mùng 1, mùng 5, mùng 8, 14, 15, 23, 24, 28 và 30 âm lịch. Đó là những ngày kỵ theo quan niệm dân gian, là ngày mà người dân kiêng ra ngoài đường để tránh sự của trách của quan đi tuần. Những đứa trẻ sinh vào các ngày đó được xem là phạm vào ngày kỵ, dễ bị các quan đi tuần của trách, dẫn đến khó nuôi. Trong hoàn cảnh đó, họ thường mong muốn được nương nhờ vào Phật Pháp, vào Thánh, vào sức mạnh của một đấng tối cao che chở cho con cái của họ. Xuất phát từ thực tế đó mà tín ngưỡng bán khoán đã ra đời và những đứa trẻ sinh vào trường hợp trên thường là đối tượng được cha mẹ bán khoán. Tín ngưỡng bán khoán của người Việt là một trong những cái hình thái tín ngưỡng dân gian thể hiện sự dung hòa, sự trộn lẫn giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Bán khoán là gì? Tức là khi mà theo quan niệm xưa, khi gia đình mà đẻ một đứa trẻ phải vào giờ xấu thì nó hay khóc, nó ốm đau quặt quẹo thì người ta cho rằng đem lên cửa chùa bán khoán thì sẽ làm cho đứa trẻ đấy được che chở của đấng thần linh. Thế người ta gọi như thế là bán khoán. Ngoài hình thức bán khoán ở chùa ra, nó còn hình thức bán khoán ở cửa đền thờ Trần Hưng Đạo gọi là bán cửa tĩnh. Thì đấy là hai hình thức bán khoán phổ biến ngày xưa. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Ông Cấp Cô Độc là người đã cùng Thái tử Kỳ Đà cúng dường tịnh xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên cho Đức Phật cùng Chư Tăng làm nơi tu hành và truyền đạo. Ngoài ra, ông còn có lòng tốt bảo hộ, chu cấp cho người nghèo khó, cô nhi quả phụ. Do công đức đó, nên người ta tôn ông là vị thần gìn giữ cho các ngôi chùa và có tượng thờ gọi là Đức Ông. Việc thờ Đức Ông chỉ phổ biến trong các ngôi chùa miền Bắc của Việt Nam. Vì thế mà các gia đình thường bán khoán cho Đức Ông với mong muốn Đức Ông với lòng từ bi nhân hậu sẽ che chở và ban phúc cho đứa trẻ để đứa trẻ được may mắn, tốt lành trong cuộc sống khi bé. Gốc của Đạo Phật thì chắc là không có cái chuyện bán khoán. Cho nên là theo về thế gian thì người ta cứ nghĩ là đưa đến chùa là được an lạc và giải thoát, người ta cầu an thôi. Thế thì người ta đến thì thường đối với Đức Phật thì đi quy y Tam Bảo là chính.
thì qua về tâm linh, về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng là chính rồi, chứ còn cái thuyết băn khoán này chắc không có. Thế nhưng mà giờ thế gian người ta cứ đưa đến thì nhà chùa đáp vào lòng tin, tín ngưỡng người dân thì ở chùa thì có Đức Chúa Ông, ở đấy nó thuộc về đạo thánh. Thế cho nên người ta bán cửa chùa Ông rồi nó có người thì bán Đức Thánh Trần, vân vân. Thế đấy là cái thuyết của thế gian thôi, chứ còn đạo Phật không có dạy băn khoán. Ngoài bán khoán cho Đức Ông thì có nhiều gia đình bán con cho Đức Thánh Trần. Đức Thánh Trần chính là vị danh tướng Trần Hưng Đạo đã có công 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông. Xuất phát từ tích Trần Hưng Đạo giết Bá Linh, vốn là một tên giặc nhà Nguyên, có mẹ người Việt. Bá Linh chết hóa làm ma quỷ, chuyên rình hút máu đàn bà đẻ, hại đứa trẻ mới sinh. Trần Hưng Đạo thấy vậy, hiển thánh trừ tên ma quỷ Bá Linh. Dân gian tôn sùng Đức Thánh Trần và tâm niệm rằng khi cho con nương nhờ Đức Thánh Trần thì đứa con và cả bà mẹ sẽ được bình an. Bán khoán con lên chùa không chỉ dành cho những em bé mới lọt lòng. Nhiều ông bố bà mẹ còn bán khoán con khi tuổi đã lớn, và thường thì dân gian quan niệm là độ tuổi của bé khi bán phải dưới 12 tuổi. Có hai hình thức bán khoán. Bán khoán 12 năm tương ứng với một giáp, đến năm thứ 13 thì gia đình trục đứa trẻ về, hoặc có thể bán cả đời. Nghi lễ bán khoán cho một đứa trẻ lên chùa cùng các khóa lễ sóc, vọng. Gia đình chuẩn bị một mâm lễ mặn đầy đủ kèm theo tờ sớ được ghi danh đứa trẻ. Với những em bé được bán khoán cả đời thì nhà chùa sẽ làm thêm một lễ nữa là lễ bản mệnh hay khoa tôn nhang bản mệnh. Ý nghĩa của nghi lễ này là gia đình sẽ lập bát nhang thờ những vị thần bảo hộ bản mệnh cho con. Trong thời gian bán khoán, gia chủ bán khoán con thường sắm lễ đến nơi đã bán khoán và các ngày tuần rằm, khánh tiết trong năm để khấn cầu lễ lạy cha nuôi của đứa trẻ. Bán khoán ký gửi cái đấy 12 năm sau là một giáp đấy. Lúc còn ít tuổi thì nó còn non nớt, cho nên là nó có nuôi, thế rồi thì nó vấn đề là có những cái khó khăn. Cho nên người ta tâm linh, người ta nhờ vào cửa Phật, nhờ vào cửa Thánh. Xét thuần túy, mọi hình thức tín ngưỡng dân gian thường biểu hiện ước nguyện cầu an, cầu tài, cầu lộc của người dân lao động. Cũng có thể coi đó như một biểu hiện nỗi sợ hãi ám ảnh, được cho là có nguồn gốc từ các sức mạnh siêu nhiên huyền bí, mà vì đó con người tìm đến sự nương tựa nơi cửa Phật, cửa Thánh. Bán khoán con lên chùa để con sớm được tiếp xúc với môi trường lành, nơi cửa Phật, để được học những giáo lý tốt đẹp là điều nên làm. Nếu gia đình nào sau khi bán khoán con lên chùa mà ỷ lại vào sức mạnh thần thánh, không tạo cho con một môi trường văn hóa tốt, không chăm sóc dạy dỗ con cẩn thận như trước, thì đứa trẻ sẽ không thành người hữu ích được. Bên cạnh đó, nhiều người quan niệm bán khoán con lên chùa thì khi lớn lên, công danh sự nghiệp hôn nhân của đứa trẻ sẽ trắc trở là hoàn toàn sai lệch với quan điểm của đạo Phật. Bởi trong đạo Phật, mọi thứ đều được quyết định bởi luật nhân quả, gieo nhân nào thì sẽ nhận được quả ấy. Vì là cháu đầu cho nên là chúng tôi rất là chăm sóc cháu chu đáo, và cũng cái tâm lý nó cũng yên tâm nữa, cho nên là con nhà tôi thì trộm vía là học giỏi, thông minh và phát triển tốt. Đây khi mà đứa trẻ đó khó nuôi thì người ta cho rằng là có một thế lực nào đó làm ảnh hưởng đến đứa trẻ, và họ lo sợ cho sinh mạng của đứa trẻ, cho sức khỏe của đứa trẻ, họ phải tìm đến thần linh, phải tìm đến cửa Phật. Thì cái sự nương nhờ đó về mặt đúng sai thì ta chưa bàn. Ở đây ta chỉ mặt đến mặt hiệu quả về mặt tâm lý xã hội. Bởi vì khi mà anh tìm được cái sự chở che của đấng tối cao thì ít nhất trong tâm lý của người cha người mẹ, anh có một sự tự tin rất lớn. Nó gọi là một dạng thái ám thị rằng họ tự tin hơn trong cuộc sống, bởi vì con của họ đã được sự chở che của thần linh. Thì cái động lực đó giúp cho không những là bố mẹ của đứa trẻ mà giúp cho cả gia đình của đứa trẻ tự tin hơn vào cuộc sống. Và vì thế họ, khi họ đã có niềm tin trong cuộc sống thì họ tin rằng con mình được bảo trợ, thì họ săn sóc và nuôi đứa trẻ nó cũng dễ dàng hơn. Nó cũng không bị những cái ràng buộc bởi những điều trong cuộc sống nữa. Thì cái niềm tin đấy là vô cùng quan trọng. Bán khoán con lên chùa tuy chỉ là một hình thức gửi gắm về mặt tâm linh, nhưng nếu nhìn nhận một cách sâu xa
thì việc bán khoán lại gợi mở rất nhiều điều có ý nghĩa tích cực trong đời sống. Những gia đình có con được bán khoán lên chùa, tâm lý được củng cố. Họ hoàn toàn yên tâm chăm sóc, nuôi dạy con vì tin rằng con cái họ đã được che chở, bảo vệ. Bán khoán con lên chùa, sau đó thường xuyên cho các con lên chùa chính là một cách tri ân, nằm trong tứ ân, dạy cho con cháu biết tri ân công đức của các bậc tiền nhân. Cho các con tiếp xúc với môi trường thanh tịnh, trang nghiêm, nghe những bài giảng pháp để các con sớm hình thành tình yêu thương gia đình, yêu thương mọi người xung quanh.